bộ phim Siêu Anh Hùng Tiga. Phim Cuộc Sống Vĩnh Hằng. Trường plasma này là gì thế? Đĩa bay ư? Tôi đang dò thấy một lượng plasma rất lớn, nhưng ở đây lại không thấy gì cả. Có lẽ ta phải đi điều tra thôi. Chúng ta có nên gọi anh Munakata không? Không cần đâu. Lâu lắm rồi anh ấy mới được một ngày nghỉ mà. Kìa. Loài hoa gì lạ thế này? Ngay khi nhìn thấy loài hoa kỳ lạ này, ký ức cổ xưa đang ẩn trong DNA của Daigo đã được đánh thức. Loài hoa này có sự liên hệ với sự lụi tàn của một nền văn minh. Vậy trường plasma này là... Đoán ai nào? Ai thế? Hoa gì thế? Hoa Yeza. Nó bắt đầu rồi. Anh không định đến thế giới trong mơ sao? Thế giới trong mơ? Anh Shinzo. Có chuyện gì vậy anh Shinzo? Anh Shinzo tỉnh lại đi. Không được đâu. Hoa đẹp quá cơ. Rena, cô làm sao thế? Có chuyện gì vậy hả, Rena? Chẳng ai muốn quay lại một khi đã bước chân vào thế giới trong mơ cả. Nếu đằng nào cũng suy tàn, thì được sống hạnh phúc vẫn hơn, đúng không anh? Suy tàn ư?
Em là ai? Sau đó Đại Khổ quay trở về căn cứ cùng với hai sĩ quan khác, Vatara. Có vẻ như nó là giống cây mới. Nhầm rồi. Girala từng nở cách đây 30.000 năm trên trái đất rồi. Sao em biết? Bố em kể. Bố bảo là mỗi khi loài người sắp đến ngày tận thế thì loài hoa này sẽ nở. Bố em làm gì? Bố đi tìm vùng đất mới. Vùng đất mới ư? Hình như mình nghe đến chuyện này từ chiếc hộp thời gian rồi thì phải. Nền văn minh của bà đã phát triển như vậy thì chuyện gì đã xảy ra? Một số đã biến mất, số còn lại đi tìm vùng đất mới. Từ ngày xưa đã có một bộ phận rời khỏi trái đất. Ôi trời, cả Munakata cũng dính rồi. Đội phó, nghe rõ trả lời. Phóng to bình hoa kia ra. Vậy là loài hoa này không chỉ mọc ở cánh đồng đó. Tôi đã gọi cho các chi nhánh khắp nơi trên thế giới. Họ đều xác nhận là có loài hoa này mọc. Báo cho đại tướng đi. Rõ. Anh đã tìm ra được gì chưa? Cấu trúc của nó giống hệt như thực vật trên trái đất. Em đã bảo loài hoa này là loài hoa ở trái đất mà. Tôi sẽ đến chỗ của anh Munakata, trông cậy vào cậu. Chuyện gì sẽ xảy ra với những người hít phải phấn hoa? Họ sẽ chỉ thấy hạnh phúc hơn thôi. Rồi sau đó, ngày tận thế sẽ đến thật nhẹ nhàng. Đội trưởng, Hojin, đại tướng, đội phó, Yasumi, ai đó trả lời đi. Có gì đáng cười à? Thật đáng thương. Nếu anh chịu đi đến thế giới trong mơ, anh sẽ không phải cô đơn. Sao thế? Tỉnh lại đi. Có chuyện gì thế? Anh là ai? Tên tôi là Nuku. Tôi là bố Tara. Đây là hành tinh đầu tiên Tara đến. Nó vẫn chưa biết lượng sức mình. Robot ư? Cái gì thế? Tinh dầu Gisela. Anh dùng Gisela trong cơ thể mình sao?
rồi đây cậu sẽ biết. Gisela có hai công dụng. Một, đó là đưa con người đến với thế giới trong mơ. Và thứ hai, đó là bảo quản tế bào não vĩnh viễn. Bố, đến giờ đi rồi. Chúng ta không ở lại đây được sao? Không. Nếu chúng ta ở lại đây, hành tinh này và cư dân ở đó sẽ bị tiêu diệt. Anh đang nói cái gì thế? Ai sẽ tiêu diệt loài người? Chính bản thân họ. Nếu cậu so sánh với loài người 300.000 năm trước, cậu sẽ thấy rằng chưa có gì thay đổi cả. Một khi bông hoa đón nở, toàn bộ loài người sẽ nghĩ rằng trái đất là thiên đường. Khi đó, thì Titan ánh sáng sẽ không cần thiết nữa. Đó là lý do Titan ánh sáng rời bỏ trái đất ư? Đúng vậy. Một khi loài người đều cảm thấy hạnh phúc, họ không cần đến các Titan nữa, và thứ đến sau đó sẽ tiêu diệt họ. Thứ đến sau ư? Bóng tối của quỷ dữ. Gisela là thực vật. Nó ngừng hoạt động khi đêm xuống và tỉnh lại khi trời sáng. Vậy thì con người có thể tìm cách loại trừ Gisela lúc này. Đã từng có một người thử làm điều đó rồi, nhưng ông ta nhận ra rằng lòng tham của con người còn to lớn hơn cả rễ của Gisela nữa. Ta đi thôi. Khi mặt trời lặn, tác động của Gisela lên con người bị suy yếu. Nhưng khi phải quay trở về đối mặt với thực tại, rất nhiều người đã quay trở lại để tìm đến phấn hoa Gisela. Gisela, Gisela, chúng tôi cần phấn hoa. Bây giờ nó vẫn chỉ là nụ, nhưng một khi nó nở thì loài người sẽ bị tiêu diệt. Chúng ta sẽ phải thông báo cho cả thế giới biết mà diệt trừ loài hoa này. Tôi cũng muốn thế lắm. Tôi biết Gisela là thứ xấu, nhưng mà không thể cưỡng lại nó. Ai mà từng hít phải phấn hoa thì sẽ không dễ dàng từ bỏ nó được. Tôi phải thừa nhận là chính bản thân tôi cũng muốn có nó. Gisela có thể là món quà của trái đất mà. Chúng ta không cần nó. Chúng ta không cần món quà này. Có thể chúng ta đang phải chịu khổ đau, nhưng giấc mơ của chúng ta vẫn đẹp hơn nhiều giấc mơ ảo diệu của Gisela. Vậy nếu loài người chọn Gisela thì sao? Daigo, cậu có nghĩ rằng chúng ta sẽ cứu được loài người khỏi thảm họa diệt vong không? Dù thế nào họ vẫn thích Gisela hơn là chịu khổ mà. Mọi người làm sao thế? Sao lại nhụt chí như vậy? Dưới tác động của Gisela, loài người đã được tận hưởng một thế giới đẹp đẽ hơn thế giới thực rất nhiều. Nếu chúng ta nhằm vào Gisela lúc này, thì TBC sẽ trở thành kẻ thù của cả thế giới. Nuke の言う通り
Giống như Nuku nói, dù có đối mặt với ngày tận thế, thì loài người dưới sự ảnh hưởng của Zizela vẫn chấp nhận số phận đó. Daigo lang thang một mình trong đêm đó. Quả Zizela của tôi, cộng của tôi mà, của tôi mà. Mình không biết là mình phải tin vào điều gì nữa. Kể cả các Titan cũng không cứu được mọi người hay sao? Titan không bao giờ can thiệp vào sự lựa chọn của con người, vì họ là ánh sáng. Nhưng Daigo, cậu khác bọn họ. Cậu vừa là ánh sáng, nhưng cũng là con người. Daigo, hãy làm điều mình tin là đúng đi. Zizela, cho chúng tôi phấn hoa đi. Cho chúng tôi phấn hoa đi. Đi ra kìa. Đi ra. Không được đụng đến. Không được đụng đến hoa Zizela. Chúng tôi cần nó. Anh là Titan đầu tiên đấy, Tiga. Người đầu tiên can thiệp vào lựa chọn của loài người. Tiga gặp khó khăn rồi. Đúng rồi. Bố ơi, đốt Zizela đi. Ta phải giúp Tiga chứ. Thôi được, tôi cũng sẽ chọn con đường khổ đau. Hãy tiêu diệt Zizela và đối mặt với thực tại nào. Đúng vậy, đây chính là lý do mà chúng ta phải chiến đấu. Hãy giúp anh ấy nào. Rõ. Đi thôi. Thank you.
Tì gà, cái dễ kìa. Cảm ơn Tiga. Cảm ơn. Xin lỗi, tôi không muốn hai người phải ra đi. Không sao đâu Tiga, chúng tôi đã học được rằng cuộc sống thật sự là như thế nào. Ý anh là sao? Cuộc sống vốn ngắn ngủi lắm, nhưng luôn luôn nối tiếp nhau. Dần dần qua đó thì loài người trưởng thành hơn. Loài người thật kỳ diệu. Thật thoải mái quá. Không biết lúc đó vì sao tôi lại chọn Gisela chứ. Đừng có ra vẻ, lúc đấy anh chả là người thích thú với nó nhất còn gì. Đó đúng là một bước đi liều lĩnh của Tiga. Anh ấy có thể đã trở thành kẻ thù của nhân loại. Không đâu, chính là người đã đưa ra quyết định sáng suốt đấy.